Thưa quý vị, ghi nhận từ báo cáo tác động của đại dịch lên ngành thương mại điện tử Việt Nam 2020 của Cổng Thông tin Thương mại Điện tử iPrice, phối hợp cùng với SimilarWeb và AppsFlyer, Việt Nam là thị trường lớn thứ hai trong bản đồ thương mại điện tử Đông Nam Á, chỉ xếp sau Indonesia xét về lượng truy cập. Năm vừa qua, khi dịch bùng phát, khảo sát của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cũng cho thấy mức độ tăng trưởng trung bình của các doanh nghiệp ngành này trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh từ tháng 2 đến tháng 4 2020 là 14% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là con số rất ấn tượng trong bối cảnh khủng hoảng chung. Vì vậy, có thể nói Covid-19 là một trong những tác động góp phần thúc đẩy lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam phát triển nhanh hơn. Hơn nữa thì càng ngày Việt Nam thì càng được đầu tư một cách nghiêm túc hơn vào trong thương mại điện tử. Cả một hệ sinh thái cho thương mại điện tử cũng đều phát triển theo. Khi mà đơn hàng tăng thì nó kéo theo sự phát triển của các công ty về fulfillment, là về hoàn tất đơn hàng, các công ty về vận chuyển, chuyển phát. Rồi toàn bộ cái hệ thống của chúng ta về thanh toán rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Chúng ta có nhiều ví điện tử, chúng ta có nhiều các loại thẻ để có thể thanh toán trên trực tuyến. Và còn rất là nhiều những hình thức mua hàng trên mạng để được cashback, và làm cho cái mức độ tăng trưởng của Việt Nam rất là mạnh mẽ như thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, theo kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của dịch bệnh đến người Việt Nam của Nielsen Việt Nam, trong năm 2020, có đến 63% người tiêu dùng sẽ tiếp tục mua sắm trực tuyến thường xuyên hơn. Từ đó cho thấy, thương mại điện tử sẽ gắn liền với hành vi mua sắm của người dùng, kể cả sau dịch. Với sự thay đổi hành vi tiêu dùng này, các chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp cần phải thay đổi các vấn đề như mở rộng kênh bán hàng online và các kênh trực tiếp đến người tiêu dùng, chuyển đổi danh mục sản phẩm, tăng cường bán hàng đa kênh, truyền tải thông điệp về sức khỏe và đảm bảo chất lượng. Trong thời gian tới, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam sẽ phối hợp cùng với Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các chương trình tập huấn, hướng dẫn người bán tại các địa phương trên các nền tảng để trả lời cho câu hỏi làm sao để đưa các sản phẩm đặc thù của địa phương lên sàn thương mại điện tử để giải quyết tình trạng giải cứu nông sản trong thời gian qua. Sau đó, cùng với sự hỗ trợ của Google, Liên hợp quốc sẽ đào tạo các đồng bào vùng sâu, vùng xa có thể đưa các sản phẩm lên sàn thương mại quốc tế như Alibaba, Amazon, đồng thời thay đổi được nhận thức về thương mại điện tử giữa các tỉnh thành và thành phố Hồ Chí Minh.